Hello, và xin chào các bạn đã đến với game Elden Ring. Bây giờ là trời đã chạng vạng tối rồi các bạn ơi. Bây giờ mình trước khi mình đi đánh một con quái vật trong hang động đó thì mình sẽ xuống đây mình thử sức với con cua này để xem con cua này mạnh cỡ nào nha. Hình như mình thấy một cái thằng kỵ binh nó cưỡi ngựa nó vẫn còn mình ơi ơi. Không, kỵ binh nó đã chết rồi, mình đánh con cua này coi. Ơi ơi. Ơi đó ghê chưa? Ơi ơi trời, chạy chạy thôi. Má ơi, con cua này. Ê, nó được mình nha. Ê. Đó, con này mạnh quá. Wow, quánh cái một nó mất nửa ba ống máu rồi. Ôi giời, hai ba con, quá nhiều má ơi. Rồi, chết rồi. Con cua, nhưng mà mình bị mất ngựa luôn rồi. Ôi trời ơi, má con mũi khó đẻ này. Nó ngăn chặn nó không cho mình lên lên ngựa luôn nữa. Thôi thì mình chạy thôi. Nó vô đây chỗ nào đây? Có xác người chết kìa, để xem mình lượm được cái gì đây. Một miếng thịt ạ. À. Ok, bây giờ mình quyết định ôi chết rồi. Mình hôm nọ là mình đã tiêu diệt cái bông hoa độc đó. Nhưng mà bây giờ ơi, có một toán quân đang đánh nhau kìa. Kệ mẹ cho đánh nhau đi. Nhưng mà mình nhớ là hôm lần trước thì mình đã tiêu diệt được cái bông hoa độc đó. Và bây giờ thì mình sẽ quay lại cái chỗ đó, mình vô cái hang động. Nhưng mà có thể là cái bông hoa độc nó sẽ sống lại các bạn. Nó sống lại thì mình khó vô nha. Ờ cái gì đây? Cái gì sáng ông có ông sáng cho nhìn quái vật. Trời ơi, mấy con này con sâu hả? Rồi cái con sâu này mình cũng đánh được nó. Đánh được nó nè. Lượm được cái gì đây? Rune Fragment. Mình quấn mấy con này lượm được mấy cái rune. Cái mảnh rune coi. Ok. Quấn mấy cái con này nó nhả xuống mấy mảnh rune cho mình nha. Ok. Nhờ mấy con này nó không tấn công lại cho mình, mà nó chỉ chờ chết. Ok. Ở đây có cái gì đây? Wow, cái chỗ này như nó dẫn đi đến một cái nơi khác, giống như là một cái cầu nối. Quánh hết mấy con này coi, coi như là mấy con sâu đá. Có chuyện gì sẽ xảy ra? Rồi mấy con sâu đá đã chết hết rồi. À mình thấy rồi, ở nơi đây là nó có một cái đường, cái lối đi dẫn qua một cái thế giới khác. Nhưng mà mình sẽ định vị lại lần trước thì cái loài thực vật độc đó nó nằm vị trí nào. Mình sẽ xuống chỗ đó mình đánh cái thằng boss ở dưới đó. Sao tới bây giờ mình vẫn chưa tạo được cái một cái vật phẩm gì để sử dụng được ta, chưa chế tạo được. Ôi con gì đây, sóc ạ. Ngon nha, cái con sâu đá này nó không có tấn công mình được. Ok, mình dẫn nó. Ôi trời trời, à, mình hiểu rồi. Nếu mà mình không có tiêu diệt nó ngay thì nó sẽ nổ tung. Ôi trời trời, nó sống lại đó, ghê chưa? Thôi, giờ chạy khỏi khu này thôi. Hôm nọ là mình đánh. Ê! Con mũi nè, con mũi độc nè, mày đánh tao vậy? Ê! Té luôn, chết, fuck! Ồ, không sao. Té không chết nha. À, mình... vậy là mình sẽ tìm đường, mình đã tìm sắp tìm được đường tới nơi, tới nơi cái con boss. Ôi cái chỗ này chỗ nào đây, giống như một cái lâu đài. No mình chưa muốn đi vào đó. Ai có thằng lính canh nè.
Chơi thằng lính canh này cái đi. Hết rồi. Ok. Mình nhờ cái cầu gió đó mình sẽ nâng lên được. Ơi dạ. Chỗ này chỗ nào đây? Ôi lính canh nhiều quá. Má ơi. Chạy thôi, chạy thôi. Giờ không biết là mình đang đi chỗ nào nữa. À, bây giờ mình sẽ lên bản đồ. Mở bản đồ mình sẽ quay lại vị trí cũ nha. Vị trí cũ của mình. Ok. Ok, vị trí cũ này hồi nãy mình đánh con cua nè. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái bông hoa. Cái vị trí mà cái bông hoa độc đó. À, chỗ nào ta? Ồ, lạ nhỉ. Cái vị trí bông hoa độc hồi trước đâu ta? Mình nghĩ là hướng này đây. Ê. No, no, à. Hướng này là hướng chỉ cái con boss. À. Nhiều lính canh gì. Chạy lên đây coi. Ê. Có lính canh kìa. Chết rồi. Vậy là chỗ nào đây? À. Có thể là chỗ này. Ê, ác quỷ dơi. Ác quỷ dơi, quát quỷ dơi. Ê, còn một con nữa kìa. Ác quỷ dơi. Rồi, nó chết hết rồi. Nhưng mà bây giờ cái vị trí. À, ở đây có rất nhiều tài sản đây, mình sẽ làm một chút xíu coi. Ở đây những cái hầm mộ cổ. Mà nó có rất nhiều hạt Golden Rune. Như vậy tha hồ mà nâng cấp nha. Như có con ma chơi đằng kia nữa kìa. Wow. Thế giới đầy ma quỷ. Xói xói xói. Chạy thôi, chạy thôi. Chạy chạy chạy. Chạy con sói nó thấy mình chưa ta. Giờ phải lên. Chạy thôi. Lên ngựa chạy thôi. À đúng rồi, bây giờ mình đã tìm tới cái nơi bông hoa độc rồi. Thì ra là sau khi mình đăng nhập lại thì những cái bông hoa đó như nó sống lại rồi các bạn ơi. Bây giờ chỉ còn cách là mình xông thẳng vô đó, mình chui vào cái chỗ đó. Đây đây, thấy không? Ê, té té té. Lần trước đánh cái bông hoa nè. Bây giờ lần cố gắng mình mò mò phía sau. Chạy vô trong luôn, chạy chạy luôn, chạy luôn. Chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn. Đây, xuống hầm được rồi, ok. Ok. Vậy là mình trốn thoát khỏi bông hoa rồi các bạn. Ok. Thì bây giờ thằng boss nó nằm trong đây nè. Bây giờ mình sẽ vô đây mình chiến đấu với nó nha. Ok. Vô luôn. Rồi. Má ơi, sao boss dữ kìa. Ơi. Ơi, chết chết. Trời ơi, thầy ra thằng boss chặn đầu của mình nó nằm ở đây. Ôi ôi. Ôi. Ôi ôi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chưa được, chưa được, chưa được, chưa được, chưa được. Chạy, 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 chạy. Ôi, fuck you. Nè, bơm máu, thằng này nó quýnh gì. Mạnh quá. Trời đất ơi, chết rồi. Chết chưa. Ok. Cố gắng. Cố gắng lần thứ hai coi. Thì ra cái thằng boss nó chặn đầu của mình là nó ở trong đó. Cố gắng chạy thẳng vô. Nấp nấp lùm. Chạy vô từ từ. Không cho mấy cái bông hoa thúi nó phát hiện. Thì ra mình cũng có đường vô nè.
mình vô được, nó không thấy mình. Ok, được rồi, được rồi, không bị mất máu những cái bông hoa độc dược đó. Bây giờ mình với thằng boss này mình đỡ được không ta? Ok, đỡ đó coi. Ơi, nó quấn hai cái má ơi. Má ơi, nó đâm hai mà phát. Ơi, sắp thua đây. Ơi. No. Ma đang hiếp mình quá. Chạy thôi, mất khê lực nhiều quá. Không thoát nó nổi. Ui da. Mẹ sắp chết rồi. Mẹ nó chết rồi. Hình như vô trong đây không cho mình cưỡi ngựa hay sao ta? Tức quá. Bây giờ lần này mình sẽ vô đây mình cưỡi ngựa thử được không? À đúng rồi. Lần này vô đây dùng có con sói thôi coi. Mình sẽ gọi bầy sói ra đánh tiếp mình nha. À, như vô đánh boss nó không cho. No, ở đây có bông hoa độc thấy mình. Ấy không đúng đường rồi. Ok, đánh lần nữa coi. Mình sẽ vô đây mình đúng rồi, mình dùng ngựa, mình cưỡi ngựa thế được không ta? Ê, được được. Đúng rồi, rồi được. Ôi, no. Không chủ quan nha. Đúng rồi, ơi, nó có chiêu quân ngang. Nó có chiêu quân ngang lợi hại lắm nha. Chết mẹ mày. Ôi, no. Ờ, nó mổ đầu. Ôi, không được. Nó quân ngang kinh khủng lắm. Qua ngang, cố gắng tránh nó đi. Đó, nó qua ngang chết bà nội ca. Ơi đâu mất máu quá. Cố lên người ơi giúp tao với người ơi. Chém. Nó qua ngang nữa kìa, sợ nó qua ngang lắm. Ơi ơi, nó sắp chết rồi. À, nó chết rồi, thành công rồi các bạn ơi. Thì ra chỗ này là mình có thể dùng ngựa. Đi mẹ mày chết đi, tao lụm ruin tao lợi. Rồi, mình đánh xong lần này coi trong đây nó có kho báu gì mà nó canh giữ ghê gớm vậy. Lụm, ủa ở trong đây nó có một cái vị trí dừng chân nè. Thì ra là mình có thể dùng ngựa ở đây. Ok, hình như cái đường này nó dẫn đi đâu ta? Ủa cái đường này đường miệng hang hồi nãy lúc nãy mà, nhưng mà xuống đây đánh xong thằng này có được cái gì đâu? Chưa thấy kho báu gì cả. Bây giờ trước tiên thì mình sẽ nâng cấp. À, cánh cửa này mở đi đâu? Mở được nè. Ai trời? Má ơi, đừng nói là boss nữa nghe, ai vậy? Are we? I wonder you should turn up here.
E gì là đồng bọn. Một mọi người phù thủy Selin. Tại sao bạn đến đây? À, tôi muốn học nghề phù thủy đó mà. Again for Clinton Sorcerers. I dare say your proclivities are far from ideal. Oh well, perhaps nurture will defy nature. With a bit of luck. But one must choose one's masters wisely. I was exiled from the Academy of Rhea Lucaria. As a reviled, apostate witch. Do you still wish to learn from me? Mình sẽ học cái nghề phù thủy. Mình sẽ trả bao nhiêu tiền đây? Ok, tôi muốn học. Well, you are a piece of work. Very well. You are now my protege in Glinstone sorcery. But I refuse to coddle or cast kind words. Never. Anticipate grievances, young apprentice. Ok, bây giờ mình sẽ học. Mình sẽ học một cái kỹ năng của cái người bà phù thủy này nha. Học kỹ năng gì đây? Nhưng mà ở đây thì kỹ năng gì đây? Fire magic projectile from Glistener. Mình lụm những cái hòn đá lửa này mình sẽ thể bắn ra. Học bây giờ là học được, nhưng mà nó yêu cầu hỏi kỹ năng INT 10 mới đủ. Bây giờ mình cứ học trước đi. Ok. Rồi, ok, tôi học được một kỹ năng rồi. Young apprentice. Ok, bây giờ mình sẽ mình... Ủa, sao bị kẹt đây rồi? Bà nổi nó. Ê, no, no. Ok. Bây giờ thì mình đã có kỹ năng bắn đá. Bắn đá lửa. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ xem mình muốn nâng cấp được không. Bây giờ mình đã có rất nhiều cái hòn đá rune. Inventory nè. Ok. 400 rune nha. Rồi bây giờ mình sử dụng. Ơi no. Mình chưa nghỉ ngơi. Mình sẽ dùng những cái hòn đá rune đó mình để nâng cấp hết. Rồi bây giờ mình đã có 1003 rồi. Để mình xem ở đây nếu mà cần nâng cấp thì cần bao nhiêu rune nữa nha. Level up thì cần 4 4 2 70. Vậy mình còn khoảng thiếu 3000 nữa. Giờ mình sẽ dùng hết mấy tảng đá, mấy cái hòn đá rune này coi. Hai ngàn mấy nữa. Ok. Ok, vậy là mình không đủ quá ta. Không đủ rồi. Úi cha, thiệt là tiếc quá. Không đủ nhưng mà có học, có thể học một kỹ năng mới. Mình học một kỹ năng nào ở đây? Phải suy xuất tin sai. Nhưng mà kỹ năng này thì nó đòi hỏi phải 12 điểm. Intelligent thì là 2 điểm thông minh. Mình chưa đủ cho nên mình hiện tại mình chưa có muốn phí tiền để học kỹ năng này. Tại vì học ra không sử dụng được cho nên là mình sẽ đi khỏi nơi đây nha. Ok, giờ chúng ta ra khỏi nơi này. Ôi da, mình nghe tiếng rầm rừ của nơi này mình đi qua. Ê, lại là hai con này nữa hả? Hết hồn. Lần trước mình đã đánh nó xong rồi, bây giờ mình không cần đánh nó nữa. Bây giờ mình sẽ đi đến khám phá vùng đất mới thôi. Như là vùng đất mới là trên kia. Mình phát hiện ở đây nó chỉ hướng là một con quái vật. Ok các bạn ơi, mình sẽ đi lên một cái giống như là một cái lâu đài bị bỏ, bị sụp đổ đó rồi. Mình sẽ lên đó mình coi. Đúng rồi, mình thấy một toán lính ở trong đây, biết có canh giữ cẩn mật. Không rõ là bên trong nó có cái gì. Mình sẽ đi tắt lên đây nha. Tránh đụng độ với nó. Khi nào cần thiết sẽ đụng độ.
Bây giờ trong đây nó canh giữ cái bí mật gì. Ây da, vậy nó bắn mình. Nó có lính canh trên cao. À, thì ra là mày. Thì ra là mày. Ôi, ôi, ở đây là cái chỗ để bắn đá lửa má ơi. Ờ, mình lên tới đây, ở đây nó có cái gì đây nè. Ồ, một cái hòn đá gì đó. Starlight Shard, một cái mảnh. Một cái mảnh giống như mảnh thiên thạch gì đó. Ây da. Một chết, một tên. Còn một tên nó không khiêng nữa kìa. Ôi. À. Ây da, mình hết thể lực rồi má ơi. Chỉ chém bạn không được. Ôi. Thằng rồi. Còn thằng nào nó cứ nhắm bắn thiên thạch mình hoài vậy ta. Ây da. Ê, thấy rồi. À, mày bắn tao hả? Chơi với mày luôn. Nè, à, chỗ này. Mày một cái. Ây da, ây da, ây, chơi chơi, rồi, té, té, té. Má ơi, té rồi, sao lên đi. Leo lên lại. Ok, ngựa này bay cũng khá tốt. Ok. Đọc một cái bộ bối gì đây đi. Royal House Scroll, giống như là một cái bản đồ á. Thấy không? Ok, bây giờ mình sẽ khám phá khu vực này có cái gì. Hình như thấy mình hay sao á. Oh yeah. Ơi, trên đây bay xuống trời nó không được, giống như Sekiro nè. Ơi, chạy thôi, nó vượt mình. Má ơi, nó bắn mình nữa kìa, chạy, chạy. Lên ngựa thôi. À, chỗ này nó có. Nó có một cái cầu khói. Ok, đúng rồi, hình như là cái vị trí này hồi nãy mình đánh với mấy con sao đá nè. Nó có một cái cổng để mình đi qua cái thế giới ngầm. Mình sẽ vô cái cổng này coi. Đúng nó đây không? Ok, đi vào cái cổng này coi. Ôi, đã qua một thế giới khác rồi các bạn ơi. Bây giờ mình không biết bắt đầu từ đâu. Ồ, ở cái thế giới này mình không xài được ngựa nha. Ôi, phải đi chậm rồi, đi bộ rồi. Ê, quái vật kìa. Ôi, chết trời, mới vô bị nó tiêu diệt rồi, shit. Nè, nó mất luôn hết ta. 3, 8, 4, 7 mất hết hả, không đời nào. Tao phải giết mày để tao lấy lại rune mới được. Hy vọng là mình vẫn còn thế giới mới nữa nha. Để mình đấu với con quái vật đó, mình lượm rune lại mới được. Đúng rồi, đúng rồi. Không còn cái rune nào trên tay hết. Bị nó lấy hết rồi. À, rune ở đây nè. Mất rune ở đây lượm lại được. Ok, không bị mất đồng nào nha. Bây giờ mình sẽ xuống mình chơi với con quái vật đó. Ồ, nếu đi qua cái chỗ này nó quái vật xuất hiện các bạn, mình đi qua hướng này thế coi. Có tránh được con quái vật đó không? Ê! Nó vẫn xuất hiện kìa má ơi. Ôi, nó tát. Ôi, má ơi, chơi không lại nó rồi. Ôi, thua rồi. Shit, mất máu quá.
ơi, trời ơi. Sao đánh được con này đây? Cố lên coi, đánh một lần nữa coi. Cái con này như mình đỡ nó không không xi nhê vậy sao á. Cái rune này nó nằm trên đây luôn nè. Vẫn là 3000 mấy. Ok, tiếp tục chơi nó lần nữa, nếu thua thì thôi. Rồi giờ nó đang đứng đó nó chờ mình, coi như là chỗ này là quái vật này nó. Bây giờ mình sẽ dùng kỹ năng nha, cố gắng mình đỡ khiêng nha. Chạy, chạy chạy chạy. Ô chạy thôi, mất máu quá rồi. Ôi mày chết mẹ mày rồi. Chạy đâu, chạy thôi, mình đỡ được mấy nó mấy cái. Máu ơi, máu ơi. Mình nhầm nhầm chủ quan nha. Chạy nó thôi. Ôi nó chém dài quá. Không thoát nó được, bây giờ mình phải đỡ nó thôi. Bây giờ ráng chơi một cái nữa, mình bây giờ mình sẽ tiêu diệt cái con ma này bằng cách là mình đỡ gươm nó thôi, chứ không có cách nào mà chạy được hết á. Bây giờ cố gắng một lần nữa. Đỡ gươm nha. Đỡ gươm mình chơi lại nè. Chạy tới. Ok, chung xuống hầm. Mình run lại đi. Cái game này nó design là mình có thể mất điểm kinh nghiệm coi như là run đó. Mình lượm được các bạn, cho nên là mình không có bị tổn thất quá nhiều khi mà bị đánh thua. Ok, bây giờ mình sẽ chơi cái con ma này. Trời ơi, má ơi. Ô bà vậy má. Trời ơi, đừng có thua nữa nha. Ôi thua nó rồi. Vấn đề là mình không có chạy kịp nó, tốc độ nó nhanh quá. Chơi nữa, chơi lần nữa, tức quá. Trời ơi. Chơi nữa mày. Không ngán đâu. Lụm run lại cái đã, mất run rồi. Run ơi. Ok, run là xong rồi, đi nữa. Kỹ năng này đỡ khó quá. Nhào ra chém trước. Chém trước. Ơi giời. Ơi ơi, ui, lại nó. Ôi. Ôi trời ơi. Cái con này là phải chơi chiêu kỹ năng đỡ đạn với nó lắm. Lụm run lại tiếp. Nè, thiệt tình đau đớn quá. Bị nó giết mấy lần rồi. Lụm run lại, ok. Rồi, đi tiếp. Chỗ lên nha, nửa tiếng mà thua nó là thua đó. Giờ bình tĩnh mình sẽ đỡ đạn nó đi. Ôi ôi, kỹ năng dở quá. Chết nữa rồi, mất máu quá nhiều. Ok các bạn ơi, hôm nay cũng chơi nửa tiếng rồi. Cái con boss này dữ quá. Mình sẽ ngưng video tại đây, lần sau tìm cách đánh nó tốt hơn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ ủng hộ mình nha. Bye bye.